3 thói quen tai hại vào ban đêm làm tăng mỡ bụng không kiểm soát. 1. Ăn dần giấc ngủ. Ăn quá muộn sẽ làm rối loạn nhịp sinh học, tác động tiêu cực đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và quá trình chuyển hóa chất béo. Ngoài ra, ăn dần thời gian ngủ có thể gây ra chứng ợ chua và khó tiêu, sẽ cản trở giấc ngủ của bạn, dễ gây tăng cân, tăng mỡ bụng. 2. Sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại di động và máy tính sẽ ức chế melatonin, làm gián đoạn nhịp sinh học cũng như giấc ngủ của bạn. Khi ngủ không đủ giấc, não của bạn cần bổ sung năng lượng, sẽ khiến bạn thèm đồ ngọt, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, làm tích tụ mỡ bụng. 3. Uống sữa trước khi ngủ. Sữa chứa nhiều tryptophan, một loại axit amin quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của bạn. Tuy nhiên, uống sữa trước khi đi ngủ sẽ làm tăng lượng calo tích trữ, khiến bạn dễ tăng cân, đặc biệt là vòng eo.